Anh Nguyễn chào các bác nhá. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là buổi chiều thứ 5 ngày 17 tháng 10 năm 2019, anh Nguyễn rất vui mừng được test hai quả súp liền. Đó là quả súp CAF con cá heo đạt tiêu chuẩn 5 sao, hàng chính hãng, công nghệ USA. Quả súp thứ nhất là test cho anh Quản ở Đông Anh Hà Nội với giá 6 triệu và anh đã chuẩn trước cho anh Nguyễn là 500.000 đồng. Và quả súp thứ hai là test cho bác Đức ở Hà Lan cũng 6 triệu và bác đã chuyển trước 1 triệu. Thì trong clip này anh Nguyễn muốn nhấn mạnh một chút là hướng dẫn đến toàn thể quý vị và các bạn cách cắm cũng như sử dụng một quả súp. Thì khi các bác nhận được súp ấy thì nhiều bác nói rằng là súp bé, không phải là hãng này, có thể là nhiều hãng khác. Thì em xin được giải thích như sau này. Khi các bác mà nói về súp ấy thì bác hiểu được cái nhiệm vụ của quả súp, nó sẽ làm nhiệm vụ gì, tức là mình hiểu nhiệm vụ của nó, từ đó mình mới biết cách tinh chỉnh cũng như cách phối hợp âm với các dòng loa vệ tinh. Thì tiếng súp nó là tiếng bass thấp, tiếng bass ấm và tiếng bass trầm, tức là nó đánh ở độ âm, nó khác cái bass full nhé. Bass full thì nó sẽ căng tròn hơn, bass súp thì nó sẽ mềm, nó sâu. Nếu như mà các bác nghe độc lập ấy, nó chỉ có gù 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 đấy, tiếng súp như vậy. Tức là bổ sung cho cái hệ thống âm thanh làm sao đủ dài. Thì bây giờ trước khi mà hướng dẫn một cách chi tiết ấy, thì em cũng xin nêu qua một chút về cái giải tần âm thanh. Thì đó là cái cơ sở chính của cách làm âm cũng như phối âm để các bác có thể nắm được. Thì âm thanh các bác ạ, âm thanh ấy thực ra nó sẽ hoạt động từ tần số là 20Hz và đến 20kHz. Ví dụ cái lọc này đấy, từ 25 và đến 20, tức là trong cái khoảng này thì tai người ta có thể nghe được, còn dưới hoặc trên thì tai người không nghe được. Thì đối với dòng súp ấy ạ, dòng súp nhá, thì nó sẽ hoạt động từ khoảng từ 40 cho đến 250, đấy là súp, tức là nó chỉ chạy ở ngoài thôi, còn tất cả khoảng ở phía trên này là sẽ bị bỏ đi, tức là nó không bao giờ chạy được. Có hiểu chưa? Nó chỉ hoạt động từ tầm 40Hz đến 250. Đấy, như súp người ta thường ghi như vậy, nhưng mà thực tế ra cái súp nó chỉ chạy khoảng từ là 40 đến 110Hz là phần đó là hay nhất, và phần đó là tiếng súp nó mềm sâu nhất. Phần ngoài ra thì chúng ta có thể cắt bỏ bằng chiếc áp. Thì em nói lại này, cái giải tần âm thanh ấy nó hoạt động từ 20Hz và đến 20kg. Thì trong này chứa cả âm bát, âm trung và âm chép. Riêng về súp là tiếng bát thấp, tiếng bát dày, nó chỉ hoạt động là 40 đến 110. Khi mà em mà cắt súp ấy, em thường làm như vậy. Còn trên cái mà ở thân ở sau súp ấy, người ta thường ghi là 40, cái súp ấy là đến 250Hz. Nhưng mà khi các bác dùng ấy là chỉ dùng từ 40 đến 110 thôi, quá sẽ có lời bác nhá. Đây là cái nhiệm vụ và cái chức năng của cái súp làm việc như vậy, cái giải tần để nó làm việc. Thì bây giờ khi quả súp nó nhận về thì các bác có thể là nó bé này nó sẽ có hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là các bác cắm ở sau vang, ví dụ con vang như này, bác cắm ở đường vang. Leo súp điện ấy thì em khuyên các bác nhé, leo súp điện em khuyên các bác không nên cắm ở đường cốt server. Đấy, đường súp này. Nếu mà cắm đường này thì bác phải tăng mạnh cái vô lượng lên, tăng cái vô lượng lên. Và bác phải cắt cái nút này, nút này cắt tần số này. Bác nhìn chưa? Nút cắt tần số này nó giống như cái lông rơm này. Đấy, lông rơm này. Em vẽ đấy. Đấy. Cắt lên nó khoảng tầm 100, khoảng 110 hoặc là nhỏ hơn một chút thì hay. Còn cái nút này nút vô lượng của cái vang này. Thì khi bác cắm vào cái vang này thường nó hay bé. Lý do là sao này? Bởi vì là khi bác cắm vào vang ấy thì cái tín hiệu âm thanh từ thiết bị phát nhạc xuống thì ăn theo vô tổng. Nếu bác cho to thì cái súp sẽ to, mà cho bé thì cái súp nó sẽ bé, mà bé quá thì nó sẽ không có tiếng. Các bạn hình dung chưa ạ? Tức là cắm vào sau vang thì nó sẽ phụ thuộc, tức là nó tỷ lệ thuận với cái vô lượng tổng của chiếc vang. Bác vặn to là nó to, vặn bé là bé. Đấy là ý nhất, bác lưu ý nhá. Tốt nhất nếu là súp điện thì bác cắm ở phía trên vang. Đấy, ví dụ như có nâng tiếng để ở trên hoặc lọc ở trên thì bác cắm ở sau lọc ra, hoặc là bác dùng cái gì chia nó để cắm súp. Thì như vậy nó sẽ cái súp sẽ mạnh hơn. Để mà khắc phục cái hiện tượng đấy, khi các bác nghe nhỏ ấy, khi nghe nhỏ thì các bác có thể là vặn cái vô lượng của cái súp vào sau này nó to lên một chút. Đấy, nghe nhỏ ấy thì mình kích cái vô lượng của cái súp này, nó ghi là liver này, đấy, liver lên nhá.
đấy, còn cái lúc rất là số này cắt em khoảng được 110 thôi, từ 40 110 đấy, còn lớn hơn nó sẽ còn lời ra đấy. Thế là nhỏ là nguyên nhân như vậy, các hiểu chưa? Là một là cắm xong vang, cắm xong vang thì lại để cái vô lượng âm nhạc ấy, hay gọi là music đấy, bé quá thì nó sẽ bé. Cái thứ hai là khi các bác thử súp ấy thì bác nên sử thử những cái bản nhạc có bát, ví dụ như nhạc sống, nhạc sàn, nhạc remix thì nó sẽ đủ bát, bởi vì những dòng nhạc đấy là nó rất mạnh vào cái giải bát, bởi vì cái súp ấy là nó làm việc ở cái giải thấp, bác nhá, làm việc giải thấp. Thế do vậy các bác mà mở những cái bản nhạc mà trước năm 75 hoặc những cái bản nhạc bolero kiểu điệu, ví dụ những bản nhạc nó như của Chế Linh ạ, Thanh Tuyền hát ấy ngày xưa nó lâu quá rồi, thì những bản hát bản nhạc cổ ấy thì tiếng súp gần như không có, bởi thời điểm đấy là cái khả năng phối âm phối khí nó chưa cao như bây giờ, tức là người ta chủ yếu tập trung vào phần bát cao và phần trung âm trở lên, nhưng mà về âm thấp thì nó không mạnh như bây giờ. Thì vậy các bác thử em thì bác thể trực tiếp dùng một cái điện thoại hoặc một cái máy tính như này đây. Máy tính như này đấy, bác có thể dùng một cái máy tính như này, bác cắm trực tiếp nhá, thì bác có thể mở bản nhạc lên hoặc cái điện thoại bác nhớ phải tăng hết vô lượng điện thoại lên, mở bản nhạc sống hoặc nhạc sàn hoặc là cái bản nhạc mới bây giờ, nhạc mới bây giờ là được. Bác cắm cho em như này, khi em bán thì các bác em để hai giác soli chuyển đổi này, có nhiều cái này nó có giác qua sen không cần, cái này lỗ này giống nhau, lỗ này giống nhau, cắm hai cái chuyển đổi vào này được nhá, chuyển đổi này mình cắm vào đấy, xong mình đây là to nhỏ, còn cái này nếu mình cho to quá nó có lời này, nó có lời này đấy, có lời nó không hay, mình cắt làm sao là tiếng bát nó tròn, lời em là cắt tần số mà đấy, nó tròn xoe này này, và tiếng súp là sao nó to lên. Cái nút là đảo pha, tức là đảo pha là gì, là để cái pha của cái bát này trùng với pha phun, là từ khi các gối cái súp này với cái loa phun kia đấy, thì bác gạt thế lúc gạt về điểm nào nó to thì đấy là trùng pha, còn nếu mà gạt bên nào nó bé thì là ngược pha. Lưu ý nhá, đấy cách thử súp cho em như vậy. Nhưng nhiều bác mà cắm sau vang, cái vang nó lại để cái, là sửa cắm sau vang đúng không, cái vô lượng mic nó lại nhỏ rồi, vô lượng nhạc này nhỏ rồi, mà các bác lại cho cái vô mic ở đây ra, cái vô súp này ra nó nhỏ quá thì nó không có tiếng nhá, không tiếng. Thứ hai là bác thử những bản nhạc mà kiểu như là viết trước năm 75 thì không có bát đâu. Đấy, lưu ý như vậy. Đấy thì cái cách thức mà mình làm như vậy, thử súp hay không chuẩn không thì mình sử độc lập nó, đấy nó to hay bé là mình biết ngay. Nhưng còn giờ các bác lại thử sau cái vang này cho cái nút nhạc cái bé quá, xong lại là cái chỗ cái nguồn ra làm còn gì nó có đâu mà có tiếng súp. Như vậy là bác lưu ý nhá. Thì trong buổi chiều nay em rất vui mừng được cái hai quả súp và chúc anh em sẽ thành công kết nối. Anh em chào các bác ạ.